Với sao Ngọc Bùng thiếu mày? Có tướng gì không mày? Sao Ngọc Bùng thiếu bữa nay cũng làm mày này? Mà nó bụng quá. Mẹ mà lấy ra mà cứ rồi anh thôi. Chưa ăn má ăn chén cùng mà nó bụng quá. Chưa ăn má ăn chén cùng mà nó bụng quá. Đàn bò nó gồm xong thì sao không để anh hút rồi. Mẹ nó sẵn sàng. Giờ mày thì... quát làm thật anh quát. Đồ bé giận ngửa mặt với không muốn trôi nữa. Đồ bé giận làm thật anh chơi. Mẹ tiếng đâu làm thật. Mẹ mày không quen mà thấy chưa đủ khổ vậy hả? Hả? Chớ thịt tâm tạng hay sao mà mày? Thịt vợ mày thịt ngon đó mày ăn trường sâm bất lứ mà không điền à. Nó không nào. anh thịt vợ sao tao thấy tao đói thêm mà. Đúng rồi, nó mất sức đôi nữa. Nó phải... Đồ làm thật mẹ bữa giờ không có làm thật lộn. Anh cứ nói lộn lặn trôi về mẹ thôi. Anh thịt vợ là phải ăn trứng hồng đào rồi vô ăn thịt bò nó lấy lại sức được. À đúng rồi, bây giờ anh mua anh làm bò với bò mà nhúng trứng rồi không nhỉ? Nhưng mà em tiền có mà cứ bò với trứng luôn. Hay bây giờ tao có cái món này ngon này. Đúng rồi. Mày ăn bò của Bi không? Anh lá gì lắm. À. Chứ cái miếng bò đây mình nấu làm sao? Anh đi cái ấy. Ờ. Bà nhà mày có chồng mới điên ra xéo. Rồi xéo cái bím nó đầu chết đâu mà sợ. Rồi xéo cái bím nó đầu chết đâu mà sợ. Thôi thôi mày nghĩ gì cho tao rồi. Rồi tao thích làm trôi rồi mày. Nghĩ gì cho mẹ. Ẩm thực đồ ăn uống tốn tiền quá. Rồi bây giờ trôi nó phải tốn tiền anh chịu không? Trôi mà tốn tiền nữa nè. Chứ sao. Giờ trôi ẩm thực trôi được không? Trôi ẩm thực ấy. Giờ lên nhà anh mua cái gì bán nhà Phúc rồi lẩm đồ. Cái đồ hôm bữa có ông sầm nói đi ra nướng mẹ anh cho. Đồ làm sầm cái mỏ ông tay bè muốn con ông tay gặm hết cái đầu của mình đâu. Tắt bè quen cái ông dứt tay của mình nữa mà không bị đẹp. Quần nãy giờ làm gì nó mẹ. Quần nãy giờ. Anh muốn chơi đúng không? Đúng. Nếu mà anh muốn chơi là em sẽ nghĩ cho anh. Nhưng mà anh sẽ dẫn em đi ăn. Nhìn thấy cái mỏ mà dưới bò á. Hả? Giờ làm gì? Làm tình. Giờ là em đang tính đây nè. Nhưng mà anh dẫn em đi ăn không? Vì anh vợ mày nói ra rồi mày sao tụi tao. Giờ anh dẫn em đi ăn, em có ý tưởng cho anh. Vậy thôi mà đi mà mày bán vợ con mày nha. Thì bán ở nhà chứ đi đâu. Đúng rồi. Nói người que đâu. Còn nói gì nha mẹ. Sao chứ giờ tự dưng quay như vậy. Thôi giờ đi ăn gì 4 giờ tao không có tiền. Em nghĩ cho anh ý tưởng coi là anh chẳng đi ăn nha. Đúng rồi. Rồi đó mình tính nghĩ thử đi. Giờ là ăn tô bún giò bỏ chả ké này riêu rồi vô lúc tô lô bị mẹ tao dẫn mày đi ăn rêu sống được à. Sao mẹ ăn gì dữ mà nói mà nghĩ tưởng cho em mà nghĩ tô bún giò vậy. Đồ từ cái tô bún đó em mới nghĩ ra nó mới đẻ ra cái ý tưởng cho anh hiểu không đó. À đỡ em suy nghĩ coi. À cục giò bị mẹ tiêu cá rồi mà cục giò cục nhất. Đâu vậy sao thay cứt bò. Á đụng hay cứt bò đâu phải cứt bò được á. Thành đào rồi đây nè. Cho cứt bò được á. Á đụng em bánh canh cái lắp mẹ. Cơ tao có tiền mày. Ý mẹ. Mẹ tiền lúc nào cũng mở. Được giấu quần hết giấu cốc xe cứ giấu trong bị quần này. Thôi tao không gấp đâu. Mà đứng đây mà chờ tao xíu đi. Ai đâu. Ý tưởng đây nè. Sao. Vừa được ăn mặc lại không tốn tiền. Sao. Đồ mệt được không. Được. Anh em mình anh em mình chơi cút đi. Vậy là tao thích cơ lắm. Tại sao vậy. Nhưng mà chúc anh chịu hy sinh xíu nữa. Thì sao sao? Chúc em sao gì tao hy sinh này. Cho mày chịu chết mẹ này. Đồ hy sinh lại chịu lại chịu đồ bị anh xíu hơn chả phải chứ. Anh lâu đằng thờ nó một cút anh. Anh lộn. Mấy mẹ mà lại mẹ. Đồ mấy giờ già nè. Em anh dùng quán cái ra này lắp đúng không? Đúng rồi. Kiếm phút cho anh. Đúng rồi. Anh no đẻ rồi. Anh em mình anh chỉ sức nhanh lên. Anh nhất anh này anh nhanh lên no. Xem cái giả vờ lúc đó. Đồ anh bị mất xương của anh. Anh đường em phải chết đi bệnh viện anh đường là bảo nó lại đường nào nó lại để nó tính tiền ơi xây được không. Yeah. Yeah. Mấy mày điện bẻm nó chưa lâu dữ mày. Điện thì bẻm nó chưa lâu dữ mày. Điện lâu mà điện lại thôi không lạnh nhanh chứ đâu mấy anh chồng tao mày tội tính tiền luôn à. Anh chồng tao mày tội tính tiền luôn à. Mình tưởng nhá điện nhanh mày. Nó chạy lỡ nó đâm trụ điện sao? Mày điên hay sao? Mẹ không không chi vậy? Mẹ cho mạng nó mà dúng Trương Phi. Tao dúng Lưu Bị, tao dúng Tào Tháo á. Anh mà dúng Lưu Bị á? Tao Lưu Bị mà điên hả mày? Anh đậu Lưu Mạnh có. Mấy mẹ em có vậy mày? Đậu mấy cái mặt tay mà kêu Lưu Bị. Lưu Bị đậu mấy ông có tí thích vậy không? Tâm có tí thích. Anh Lưu Mạnh cái Lưu Mạnh vừa rồi chạy cho anh tí thích. Mẹ của nó mà Lưu Bị. Như bốn anh như mày. Anh là thằng Gia Cát rồi được. Về cái lượng đi.
Anh là dạng cái cẳng không? Dạ cẳng là dạng cái gì? Chú Du á. Đây sao nói mệt chứ mày? Lẽ là đúng rồi dạng cái lượng đâu, đúng cái tính sao đó không đúng rồi, lượng dạng cái lượng đó đó. Dạ mày dạng cái lượng hay? Mày dạng cất lượng ấy. Mày dạng cất lượng á. À đụng mấy má nói vô rồi. Mấy mày vô mà chạy, đụng mấy mày tấm mẹ mày, mày nhìn xíu xíu nó ủi tao sao mày? Đụng mẹ mày lên thở tao mà lỡ mình nó bắt an cái chuyện gì chắc mày đành đâu không? Mày có số mặt lớn nữa mày đền không? Mẹ, anh nghe kêu đi, tao kêu đầu, tao kêu đầu. Anh bên cạnh đừng nói quay review nữa. Nên hết bà quạ rồi đây vậy? Bây giờ 4 năm trước rồi mày. Chưa mà anh bên cạnh mày. Ngày xưa mình nhớ mình anh bên cạnh nào quán. Mấy giờ mình tâm sự này ngồi anh em. Đúng rồi, bây anh em mình nói lại. 4 năm về trước. Đúng rồi. Mà còn ở chung tắm mưa nhá. Đúng rồi. Action lại. Ừ. Rồi sao nữa? Anh thở đã hạnh phúc em. Chúc bạn đây, đây bạn chúc bạn anh em mình sẽ ăn xong luôn. Ăn xong rồi bon quất lại đụng chạy những chó ngoài đường luôn anh. Nói gì vậy mày? Vừa anh em đụng mấy trời ơi. Cái chuyện ngồi lòng thiệt á. Được tôi nhớ em liền giết đúng cái đầu anh kêu anh nữa mà. Anh đụng má vô trời kia. Không, không phải nhớ mà tao làm cái tao làm. Mấy chó mà tao kẹp cuốn nó bỏ vô dạ vậy. Giết nào đụng dính vậy mà. Dầm thiết là giống chó dữ quá. Người ta trên YouTube người ta kêu thiết là con chó đạp gậy liền à. Thì vậy hồi đó ta kẹp nó vô ông kia ông đòi cho ta lấy mơ nữa làm chiếm món à. Thế còn tô bánh canh đều cái lóc luôn nha cô. Lấy nó mì tôm này nha con. Quá. Anh đi nè. Mà kêu lắm mì tôm. Không, bữa nay để mà anh quay lại clip anh review mấy cái quán bánh canh cũ hay nè. Đúng rồi. Em nói thiệt nếu ai coi được nó cái. Bây giờ vẫn review nước mắm chứ này là. Uống rồi nó chanh ớt này. Giá này giá chục đít nè bạn. Nó quay quay giấy trong miệng. Tao biết vậy leo má mày ấy. Tại nó má nó là biết tại leo má. Hôm bố bữa nay phải ốm mà không? Hả? Vợ. Im tràn quá. Ốm mà không? Mà nó tướng cái nhà sao đếm được cái hồn mày. Đi giảm cân mà nó giảm cân nó đâu. Này tướng em đếm hồn được, đếm tướng anh đếm cũng đâu vừa đâu. Tướng biết là đếm được này. Nó giảm cân. Viết tùng đứng mày. Làm nó cái hồn nụ rồi, có cái nếp hình vuông ở trên này mơ nếp tay. Thả cái âm xuống nó nụ, đắp mấy bên lại đầu mẹ cho đầu. Cho đứng mẹ cho đỡ. Đôi khi nào nó sống lại hay sao? Ừ? Sống lại sao nó gỡ lên được? Sống lại lấy cái đầu đập lên nó thiết đầu công mà. Đập vô lúc mấy đình ngủ rồi. Dạ. Nè, con chuyển đầu, chim đầu hay là tô đầu? Cái đầu? Ý là nó một tô đầu, quát là một tô đầu canh, còn là tô mắm. Tô đầu thôi, bình thường chim đầu hay là tô đầu là không có cá nha. Dạ, yeah, tối nào không đừng cá gì được. Đố mấy ông biết là anh mất hiểu em mới nói nhầm. Thì đó, giờ tôi đố mấy ông là ông kêu con cá lóc đây là cá lóc cá hay cá lóc đực? Bánh canh cá lóc là cá đực. Ê, hai tô bánh canh đầu á. Hai giờ hai tô đầu. À, cô hỏi đi, con cá lóc đây là cá lóc đực hay cá lóc cá vậy con? Tụi anh tiền thì chó anh rồi, chó được kìa cho cái nữa. Sao mà điên hay sao vậy? Cái tinh hồn của con chó uống được hả mày? Rượu cặn mà vậy? Ừ. Cái đồ tinh hồn mà lên rượu cặn lắm. Anh biết cái cặn với cái đồ nó khác nhau nhau quá. Rượu cặn rồi. Chỉ cặn là cái chỗ đó chơi vậy. Nói, em nói thiệt à, nói anh ngu rồi anh tự ái. Mày chăng người ta nói nào còn mà ấm cặn đó. Ấm cái đó là mới có con. Nào còn mà ấm cặn á? À ừ. Bây giờ tao lần đầu tiên tao nghe nó chứ. Tao ra, ấm ngủ con làm cho người trước nha. Mày mà nói tao chứ nó quất làm chó nhở mày. Nó kêu làm cho người trước chứ mày em ra làm chó. Làm cho chó. Nó xúc phạm. Bình thường thôi, hẹn mấy cô làm cho chó ăn trước. Đúng rồi, mấy à, giờ em cho chó ăn trước mà. Mấy cô mớp là cho mấy chó. Đúng rồi. Giờ cho chó ăn trước mày nghĩ sao? Tao chạy á, tao cho chó ăn trước. Mày chó là đúng. Mày đừng có bị mấy con thằng hàng đang mắc đâu. Thằng kêu là muối nhất, cho nó chọt lên mắc được. Chứ là mẹ mày đang vô cái gì mà anh chú. Đeo cám rồi mày bỏ cái gì vô? Không, tụi mày làm nước chanh luôn nhà. Đang đây không? Không. Nó cái hũ đó đâu lý ăn luôn. Ờ đó miếng ớt rồi, thiết ăn cây lắm bạn. Bạn thiết ăn cây lắm bao. Mà nhé dù ăn như mày sao? À được. Đụng mấy cái tay nữa chứ sao. Mẹ tay hay mất giấy rồi. Tại sao do người ta đã biết nó làm cho mấy con heo con bò này ăn. Nó thích ăn rau đắng nè. Không, thiết nó thích ăn rau. Chúng ta cái tô tổng quốc. Không, tao đâu ăn rau đâu mà. Tiêm vô cho nó lạc. Thóc đục mẹ đỡ đâu. Nó mắm vô con mắm. Mấy sao lại giống như mấy cái chuyện nhà tao cùng vậy. Mẹ mấy con cá nó cứ lẹ quẹ chứ. Nó bé bé tao đó cho đây. Mà nói tao được nó ăn quá lớn thức phạm nha. Đây là con heo với con trái. Dìa mẹ quá. Dìa mẹ.
thứ này. Đây, 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 cái đầu đây em. Cái đầu nào? Đây cái đầu hay không? Còn cái mình đâu? Máy mình nữa à máy. Đây cái lớp cái lớp đập tròn. Trời cái bộ mẹ. Cái bộ ruột là cái ngon nhất mà nó lẩm mẹ rồi quá. Đâu phải em nhảy mày. Anh lộ em. Mày chạy không? Giờ này anh có một lá. Chết ta. Cái ngon nhất này. Má mẹ mày cho mày cái chẻ cái bộ ruột tao. Mẹ mày cái đầu mày. Tao té là ăn tốt. Tao bắt cái đầu mày có lẩm đâu. Ngon chưa? Chết. Cái này. Chết bà hoài mày lên kia tiếp. Mấy nem rồng anh cũng phải thay đổi chứ, thay đổi cái đồ bùi mẹ mày cho mày kêu ổng điếm bẻm đồ túi rồi sao mà thay đổi tức á mẹ mày không thay đổi mà sao này em đi tính tiền hồi xưa là đồ mày thêm về nhà anh ngọng anh ngọng à, biết đang ngọng nghe ổng chuyện anh mẹ à điếm như thằng quách điếm như đó đồ mẹ anh mua dừa nữa không ngọng mua cho con mẹ tao không uống mà anh còn mua dừa nữa anh ăn đều ké đồ nhặt đồ anh uống ai điện vậy không đang ăn uống mấy là 1221 là cái gì vậy ta 1221 là tóc đầy giúp ông bọt vậy ông nậu giờ quá anh quá nhây 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 sao quá trời ơi chết được mấy cô tụng mé lên lên chết được trời ơi uống mấy cô em uống nước đi mẹ đưa luôn hả hả hồng ra đường đất đi mà mẹ mày đi đưa con ơi múc cái ông canh nước đi tao múc cái ông canh nước này đâu đi đến tụng mấy cô kể nữa to gì cô vô vậy đi Đúng rồi không được, tao có gì vậy? Tụi mày vừa ổng mày muốn vừa ổng mày gì cho tao cái đấy là nhà cái xuống mà đụng mấy cố rồi anh. Vừa lại đụng mấy lại làm gì đi luôn với lại chi cậu. Cái này hay không? Bỏ cho hôm nay ông dương tích cho mà cô. Sao lại chưa ăn đi? Chết cô đĩ mẹ. Chết mẹ mày chết bậy rồi. Chết con. Mày chưa tính tiền hay? Ờ. Ê trời ngủ sao mèo. Anh như được không tính tiền hả con? Mẹ nó chào đã rồi cuối cùng nó mẹ nó mình trả tiền nữa. Chào mừng ngàn thôi. Còn 10 ngàn ấy. Lộn bút đây đều chó này cũng bị là bị anh em mình gạt các bạn. Mà nói là bữa nay chúng về sức lợn không? Đó. Đúng rồi. Thế giờ giờ sao giờ sao? Chắc cái giờ lộn đây tính tiền khóc rồi đó. Thì cô thì không cho mượn 10 ngàn nữa đi, quá nó biết hồn đầu tao coi ai trong này. Đủ 20 đủ 2 ly đâu đủ 10 ngày nữa không? Ừ được đấy. Đi đeo uống nó biết anh mừng không? Ừ. Ê gì? Yeah. Cái con hai chồng này uống nó biết đủ đâu. Bữa nay chờ được uống một mừng quá các bạn không? Vui quá. Anh vui không? Chắc nở nó đẹp. Ấy là anh vui nhiều không? Sao không vui mày? Anh có quậy đuôi không? Quậy đuôi này gì? Quậy đuôi nhiều cá vậy mấy. Mày nói là chó mày. Vui. Thấy ra bữa nay chúng lương bự không? Chúng thằng lương gì đó. Lương gì? Lương xuống lỗ. Mày mẹ mày sao mà nói câu nào cũng được câu nào mà. Mà khiêng nào cũng làm được không? Khiêng cái gì? Tao giờ tao bị cho nhiều rồi giờ mày khiêng nào cũng khiêng rồi. Đúng rồi, hôm nay thấy được đồ thông minh hơn cuốn. Cuốn gì? Cuốn cuốn là nhà. Cuốn, cái này cuốn. Cuốn là người ta. Mà mẹ. Mấy mày chờ một phút bữa nay đi chưa? Mấy tự nhiên đây chờ được phút có vui đó. Chờ được đi, chờ được đó các bạn. Không rồi luôn. Chị nó biết chưa mày?
Vậy cha con hai ly miếng con. Cha con hai ly cũng miếng hiếu miếng con. Tao mày vô. Tao tiền tiền nó chàng 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 đó. À, rồi chỉ cũng biết rồi, hạnh phúc rồi mày. Nghe tiếng cũng biết. Cảm giác liền uống liền miếng đúng không? Mát tẻ ý. Lòng ra đang giờ đang lĩnh 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 tính tiền ở khắp mình lạng quẹt. Có cái nào nó cầm tiền theo anh quá. Ừ. Có cái nào nó cầm tiền không? Nó xuống những chó nó kinh kinh. Đúng mấy nó điện em mày. Chó nó điện mày kìa. Cái ngu vậy bánh mấy. Đâu mấy. Tao đâu có ngu đâu biết tao bánh mấy mà. Thấy bữa nay lưu bị dưới dê cất lợn cho trời giỏi không? Ai dê cất lợn lại bẹt vậy? Mày là dê cất lợn á. Bẹt kia là cái gì? Hả? Bẹt kia là hàng tín. Anh đây chờ bố đường vườn quá mà không? Đứng mẹ đuôi coi hả? Đứng mẹ đuôi coi hả? Đứng mẹ làm tại như chó thì đứng mẹ đuôi. Cũng gần giống mẹ. Vui à? Nhầm 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 nhầm. Ngon á. Mấy nước là thông mùi nước mía hả? Ừ. Mà nước mía mà ừ nha. Đồ xa quá. Là hầu giờ chắc là mấy năm trong người anh chưa thành công lần nào luôn. Đúng không? Chết cô đĩ mẹ. Đang tới mình đó. Cái này ngu chứ con bà. Nó về cất lợn à. Nó quen lập chức mình luôn. Nó về cất lợn mà nó sao thấy được mình. Lợn đừng có đủ với mình nhìn đâu ở. Nhìn mấy bí nào nữa. Ở đâu nói ra thông minh mình nghe anh em. Nó nãy nó chiếc giờ chứ đủ hình nó quy về này. Đâu thấy đâu. Này nó khúc cái gì này mà sao thấy mà. Nó khúc cái gì này. Mấy nói này. What? Giờ hàng chó mày. Hả? Vậy? Thế là mắt xương gì em bán nước mía. Đồ mày ghép xem đâu. Cái gì dùng tù lù kìa mày tưởng tao đuôi sao. Đồ mày tao ghép mới ghép xem mới vừa ký rồi lúc định điện mày uống rồi vô uống cái này. Tao vô trong bình dựa tao không có chỗ nào mà chó nào. Hai con có thằng chó nào bị mấy xương hết á. Không có tụi này mày. Mày nghĩ ra tao. Tụi này mở coi sáng, tụi này mở coi sáng. Tụi này mở coi sáng mà. Tụi này mở coi sáng mà. Anh chở em ra rồi. Ấy là nãy là tao không quen đủ dao, gấp mép thì chở vô bệnh viện. Đúng rồi, chở bệnh viện vô coi sao. Bệnh viện nào tối bệnh viện nào? Từ Giang Sang lên nè. Dạ. Đồ ngoài dám thỉnh tao làm tiền. Mấy nãy còn cắt dụng, còn lấy cái đũa. Thiệt á. Cái đồ mày. Đừng. Mày làm gì mày? Ủa bốc, lo là bốc. Mày đói thì anh quắc mày, anh đói thì anh nói em bảo em dẫn đi anh cho anh làm gì cho anh. Nguồn thiếu người y tuần á, nó nói nó đau bụng. Anh chưa giờ vợ nó cho anh. Đồ mết á, mày hiểu không? Ổng á, ổng chứ tao lâu giờ ổng chưa cho mà được cái lần nào. Nãy giờ ổng cho thành công mà ổng cười nhiều nghĩ. Thế này, đi ra thương đi tính điểm được đầu nữa chứ. Thì anh còn mua gì cho con nữa, đầy ông thằng luôn á. Giữa cái cổ mà mua gì cho con, ông cái chết xuống. Thế là sao ông ui ông anh còn mua gì cho con nữa. Sao nãy ông mua gì cho ông ngoại, ông nậu, bà nậu, bà già, anh nụ trả đồ luôn. Nãy anh đòi mua nên bình em về kia, tao cản lại á. Đụng người ta thiệt mày ơi. Sao cái mẹ anh nó điếm sao cái mẹ anh nó điếm dữ anh quá. Đó, tụi nó thiệt mày à. Anh còn mua gì cho con nữa sao. Đi bây giờ, cái mẹ chết nó đi hết nè. Con gái hưởng hiểu không? Mẹ mình mà cái vừa hy sinh bản thân mình và phải cứu con mình. Mày cũ. Mày lần đầu tiên không? Vợ nó mới chọn trăm ngàn đô xanh ngủ mày đi đi ăn bánh canh hết mẹ luôn. Thì giờ nó biết tôi la lại. Tôi la được sao? Đúng miếng chưa? Chứ giờ tôi nói tôi có bị mấy cô ăn gì, tôi phải lo cho con nuôi ăn nên đầy đủ. Để tốt lại là có mấy cô không? Có vậy con. Có cỡ. Nó đúng như hậu môn, nó ghép đè kìa. Mày nói là biết trào rồi. Mày cuối cùng này anh làm sao được mày không? Anh đói anh nói mày cái mày anh nói anh ý là anh đói mà anh còn không nói mày cũng đói theo anh mày bây giờ nói mày đói mày tao giúp anh đỡ cho anh nói được cũng là tôi mấy cũ trên này chưa bác sĩ nó nói cái cô hàng nhỏ với đốm được nó đốt hồng hồng nó nhét là nó kéo xuống nó vô luôn này mẹ ở giờ anh em như vậy tôi giúp em một chút đi. Chơi vậy mày. Hậu môn mày có vậy. Tao mày anh giờ anh đụng mấy chút bây giờ y chạy thì mẹ cũng luôn. Sao nó tao dở điên dữ vậy. Tao cho anh cái bánh canh cái lóc bụng nó kẹt càng cũ vô anh cá phó thì anh liệm do mấy thương cá luôn. Ông chồng nhậu yếu lòi cái cục trí này bự luôn. Tính anh được. Bánh anh đã đầu giờ anh còn nói nữa không? Thôi lỡ đâu vô ngủ luôn đi. Tính luôn cho ngà không? Để là quất cái lại nước mía anh em. Đưa 150.000 đô xanh á. Không biết tiền đâu nữa đô xanh. Quất à. Quất đưa 150.000. Quay đó tôi tính nước mía này. Đưa 150.000. Thì đó đâu không tính nước mía. Này 30.000. Ủa sao 1.000. Đầu mé cái chuyện đó. Rồi em cứu thiếu mẹ anh quất nha. Hồi nãy chưa còn uống hai ly nước mía mà có 10.000. Đục mà chúng ta luôn. Cái mẹ hồi nãy tôi bỏ. Tao làm hoa. Tao bỏ lủng túi là giờ tao đổ xanh 10.000 mẹ.
Con xin gì, con xin 10 ngàn. Giờ phút, tao bây giờ phút đi vô mẹ ăn. Sao? Quà bao anh ạ, cho anh biết. Đủ mấy giờ mẹ ăn thôi. Mẹ mày bỏ nó lại mày. Trời ơi, ông Dung chẳng thì uống cái ông chậm 10 ngàn giờ. Tao tao nợ được, cho tao nợ được. Ông nội cậu ông nội ơi. Ông quà bao đúng không? Mẹ mày cô luôn. Ủa, con chết mẹ ơi. Con chết mẹ ông ơi. Anh qua báo anh hả? Đủ mẹ với tao quả rồi vậy mày tiếp. Dạ. Ủa, mẹ chào anh đi có tiền ẩm vật đi mày. Giờ anh định bảo em lại nữa sao? Em định cho phút xem. Mẹ mẹ mua ngàn. Tao qua báo hả? Mẹ chào anh biết ông luôn. Mẹ mẹ chạy tới ngàn định cho tao nữa sao? Hả? Mượn em 1 ngàn đối sách không? Hả? Mượn em 1 ngàn đối sách không? Có thêm tiền. Không có ngày nào đây. Mày đi xuống tao qua lớp xin nó chẹp vào sao nó cứ mỉm ra xuống thôi. Được đó. Đi xuống thôi, lớp xin nó chẹp ra mỉm. Mày mình chỉ cứ nhét vào. Để mày giờ bộ mẹ thôi. Cái đầu. Không. Mẹ tiền nó.